Cuộc tranh cãi giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, ai mới là người giỏi hơn? Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử làng bóng đá thế giới. Suốt 15 năm qua, bộ đôi này đã cạnh tranh quyết liệt cho những danh hiệu lớn, ở cả tập thể lẫn cá nhân. Điều đặc biệt nằm ở chỗ cả hai sở hữu những phẩm chất có phần trái ngược. Messi sở hữu tiềm năng thiên bẩm, có thể tạo ra mọi thứ bằng đôi chân ma thuật của mình. Thuận chân trái, siêu sao người Argentina mang đến sự đặc biệt trong từng pha xử lý, chinh phục hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới. Trong khi đó, sự thành công của Ronaldo có đóng góp nhiều hơn từ sự nỗ lực. Chân sút người Bồ Đào Nha thuận chân phải, là mẫu tiền đạo toàn diện có thể ghi bàn ở mọi vị trí khác nhau. Cho đến lúc này của sự nghiệp, Messi và Ronaldo đều sở hữu những thông số sự nghiệp cực kỳ ấn tượng và có thể nói là chưa từng có. Liệu Ronaldo hay Messi, ai mới là người giỏi hơn vẫn là chủ đề gây ra nhiều tranh cãi. Không ai nhân vật nổi tiếng của làng bóng đá đã đưa ra nhận định của mình về chủ đề này. Sau khi Messi có pha lập công thứ 600 cho Barca, cựu tuyển thủ Anh Gary Lineker đã nhận định, xét về mặt ghi bàn, cậu ấy đã rất tuyệt. Nhưng sự thật là Messi còn là cầu thủ đi bóng hay nhất mà tôi từng thấy, có khả năng chuyền bóng không tưởng. Đó là lý do cậu ấy là người xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Ngay cả người đồng đội cũ Wayne Rooney của Ronaldo tại MU cũng có chung quan điểm với Lineker. Cựu chân sút 38 tuổi thừa nhận Messi mới là số 1 khi được yêu cầu so sánh giữa cả hai. Tôi đã từng nói về điều này rồi. Họ có lẽ là hai cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Nhưng trong mắt tôi, Messi là người vĩ đại nhất, Rooney cho hay. Pele, David Beckham hay Ronaldinho cũng lựa chọn Messi. Tuy nhiên, một số khác lại lựa chọn Ronaldo là người xuất sắc hơn. Ngay cả Pele, ông cũng từng có những suy nghĩ khác nhau về việc ai mới là người xuất sắc hơn.